Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa dùng để trang trí Nhụy hoa mình có móc các cái mũi đơn xoắn ốc lại Và có nhiều cánh hoa tua ra như thế này Dụng cụ gồm có len miêu cô tông Màu cam mình dùng để làm nhụy hoa và màu trắng dùng để làm cánh hoa Kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu số 4 Và kéo cắt len Bây giờ mình sẽ dùng màu cam để móc phần nhụy hoa Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Khi móc được 6 mũi móc đơn liên tiếp, các bạn nắm sợi len ngắn rút lại để vòng tròn nhỏ lại. Và móc vào chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các bạn móc cho mình 6 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên á. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc vào 6 chân móc, mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, tiếp tục móc qua chân móc kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, chân móc nằm chính giữa này móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. tương tự chân bên cạnh móc một mũi móc đơn và chân kế tiếp cũng là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở đây mình đã móc được các cái mũi móc xen kẽ một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự cho đến cái chân móc đây nè thẳng hàng với cái chân móc mà mình gây nên ở cái hàng thứ hai nè đây cũng móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn và chân kế tiếp hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 6 cụm chân móc xen kẽ liên tiếp với nhau. Khi móc được 6 cụm chân móc xen kẽ một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc kế bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình đã hoàn tất được phần nhụy hoa xoắn ốc các cái mũi móc đơn như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần cánh hoa ta đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc ở cái phần nhụy hoa các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời cuối cùng của phần nhụy hoa đây đâm kim vào chân móc mũi dời này sau đó móc và kéo sợi len màu trắng lên phía trên Từ chân móc này các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 6 mũi móc. 1 2 3 4 5 và 6. Khi móc được một dây móc xích dài 6 mũi móc, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 6 một mũi móc đơn. Chân thứ 5 cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng thì cái sợi len thừa này các bạn cũng móc cho mình giấu len thừa này vào trong mũi móc nè đây móc luôn vào trong mũi móc móc vào đây một mũi móc đơn và hai chân móc cuối cùng cũng móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình đã hình thành một cánh hoa như thế này sợi len thừa ta cũng giấu vào trong mũi móc tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa đây cái chân móc mà mình bắt đầu gây nên cánh hoa nè cái chân móc sát chân móc kế bên này các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời thì một cánh hoa của ta kết thúc như thế này từ cái điểm này các bạn cũng móc lên cho mình 6 mũi móc xích 1 2 3 4 5 và 6 khi móc được 6 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc thứ sáu một mũi móc đơn chân móc thứ năm cũng móc một mũi móc đơn chân thứ tư cũng móc một mũi móc đơn tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì đây sẽ là độ dài của cánh hoa mỗi cánh hoa sẽ là 6 mũi móc đơn tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa chân móc kế bên là chân móc sát cái chân móc này nè đây chân móc kế bên này móc vào đây một mũi dời thì mình cũng kết thúc được cánh thứ hai từ đây các bạn móc lên cho mình 6 mũi móc xích 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc được 6 mũi móc xích, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 6 một mũi móc đơn. Chân thứ 5 cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn. Tương tự chân móc thứ 3 cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ 2 cũng móc một mũi móc đơn. Và chân móc thứ nhất cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa, sát chân móc của mũi dời phía bên cạnh, móc vào đây một mũi dời để kết thúc cánh hoa. Thì ở đây mình đã tạo ra được ba cánh hoa có độ dài 6 mũi móc đơn như thế này. Các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, cũng móc lên cho mình 6 mũi móc xích. Sau khi móc được 6 mũi móc xích, liên tiếp thì tiếp tục móc thêm một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ sáu một mũi móc đơn chân móc thứ năm cũng móc một mũi móc đơn chân thứ tư cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 6 mũi móc đơn liên tiếp sau đó móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa móc vào đây một mũi dời để hình thành nên một cánh tiếp theo và làm tương tự cho các chân móc còn lại để tạo ra những cánh hoa tiếp theo Mỗi cánh hoa thì sẽ có độ dài tương ứng với 6 mũi móc đơn. Sau khi móc được hết các cái cánh hoa vào phần nhụy hoa thì ở cái cánh hoa cuối cùng các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên cánh hoa nè. Móc vào chân móc này cho mình một mũi dời. Kéo và cắt lên. Thì sợi len thừa này nó sẽ nằm ở phía trên của cánh hoa. Các bạn dùng kim móc đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời này, đâm từ dưới lên trên. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì lúc này sợi len thừa sẽ nằm ở mặt trái của cánh hoa. Các bạn giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc của cánh hoa để cùng màu. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hình thành nên được một mẫu hoa trang trí xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.